Vâng, xin chào các bạn. Và tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lưu Thành Long, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong hệ thống Email Coaching trong vòng 30 ngày. Và chúc mừng bạn đã đăng ký thành công tham dự cái chương trình này. Và đừng quên, hãy chia sẻ cái đường link tham dự cái chương trình này cho bạn bè của mình để thật là nhiều người có thể tham dự chương trình học tiếng Anh qua email miễn phí trong vòng 30 ngày như thế này. Và trong cái 30 ngày này, tôi sẽ cùng đồng hành với các bạn trong rất là nhiều những cái phần để giúp cho các bạn thấu hiểu được cái phương pháp học tập tiếng Anh một cách hiệu quả nhất. Thưa các bạn, có rất là nhiều người đã từng cũng cố gắng, nỗ lực để học tập tiếng Anh một cách hiệu quả. Nhưng họ chỉ học và gì ạ, sau đó là bỏ cuộc trong một khoảng thời gian ngắn bởi lý do là họ thiếu môi trường và thiếu phương pháp. Và thưa các bạn, tôi sẽ nỗ lực hết mình, mặc dù qua hệ thống email coaching, chúng ta không thể làm được tất cả mọi điều, nhưng tôi sẽ nỗ lực hết mình để có thể đem cho các bạn những cái trải nghiệm tốt nhất, có những cái môi trường học tập tốt nhất. Đồng thời, tôi sẽ dẫn dắt cho bạn để các bạn có thể sử dụng những phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất hiện nay. Và chúng ta sẽ thiết lập với nhau một số những quy tắc như sau. Quy tắc thứ nhất, các bạn hãy thiết lập cho mình một cái khung thời gian học tiếng Anh nhất định vào hàng ngày để kiểm tra email của mình và làm theo những cái yêu cầu, làm theo những cái sự hướng dẫn, dẫn dắt của tôi. Ok, việc này nó rất là quan trọng bởi vì tạo cho mình một cái thói quen học tập hàng ngày vào một khoảng thời điểm nhất định nào đó và duy trì nó liên tiếp trong một khoảng thời gian 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng và thậm chí là 1 năm là một cái yếu tố quan trọng để giúp cho các bạn trở nên thành công với tiếng Anh. Và các bạn cần phải thiết lập điều này, nhất định bạn phải làm được điều này trước khi bạn mong muốn trở nên thành công với tiếng Anh. Và nguyên tắc số 2 đó là gì ạ? Trong những mỗi một cái email tôi sẽ gửi cho các bạn một phần tài liệu và kèm theo đó là những cái yêu cầu các bạn sẽ phải thực hiện để giúp cho các bạn thấu hiểu về phương pháp học tập một cách hiệu quả nhất. Ok, chúng ta không thể chỉ nói không được, chúng ta cần phải đưa đi điều đó trở thành hành động. Bởi vì lý do chỉ khi nào các bạn trải nghiệm nó, khi nào bạn sử dụng nó thì bạn mới có thể thấu hiểu và tin tưởng nó để các bạn giúp cho bạn trở nên thành công. Và tôi tin chắc rằng trong 30 ngày này tôi sẽ giúp cho các bạn hình thành một cái thói quen học tập tiếng Anh với những cái phương pháp hiệu quả nhất hiện nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau quyết tâm chinh phục tiếng Anh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại video tiếp theo. Cảm ơn.